Xin chào các bạn, hôm nay ta lại tiếp tục học ở cái phần thứ tiếp theo, đó chính là cái chương xoắn thuần túy. Thì ở cái CD cái phần này á, thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái xoắn mà nó ở ba cái khoảng trục như thế này, hoặc là trục mà có cái mố như thế này, hai cái gối đỏ như thế này. Rồi chúng ta vào nội dung của bài nhé. Thì ở bài số 5 này là người ta cho một cái trục chịu tải trọng như hình vẽ với các cái giá trị là M1, M2, M3, M4 và moment phân bố đều. Rồi cho các khoảng cách A và cái khoảng cách trục như thế này. Thì ở cái bài này á, chúng ta nhận thấy là gì? Ở đây có một cái moment phân bố đều này. Còn ở đây là các cái moment tập trung. Và ở đây là cái trục này là ngàm, một đầu là ngàm nha các bạn. Người ta yêu cầu mình hai cái. Thứ nhất là vẽ cái biểu đồ lực nội lực của trục. Và thứ hai là kiểm tra cái điều kiện bền với ứng suất pháp cho phép là 14 kN trên cm vuông. Thì đầu tiên này, cái thứ nhất là vẽ được cái biểu đồ nội lực của trục. Thì cũng giống như trong các cái bài tập ở chương 1 và chương 2. Thì ở đây để mà xác định được cái biểu đồ nội lực của trục thì chúng ta phải xác định được các cái giá trị của moment ở các cái khoảng. Ở đây ta sẽ chia ra 1, 2, 3, 4 khoảng. Thì thứ nhất này là dùng cái mặt cắt như hình vẽ và xét cân bằng trục ở bên trái. Thì các bạn nhớ này, ở trong cái chương xoắn này á, thì cái moment quy định là cùng chiều kim đồng hồ là chiều dương nha các bạn. Như vậy là gì ạ? Ở đây là chiều quay xuống MZ1 đây này. Đây chính là chiều dương. Thì từ đây chúng ta thấy nè. Thì khi đó là gì ạ? Là tổng hợp của moment ở cái đoạn thứ nhất này này. Thì nó sẽ bằng là moment MZ là quay theo chiều dương và cộng với M4 moment tập trung như thế này. Và khi nó cân bằng thì nó bằng 0, từ đó ta suy ra. Như vậy là gì ạ? Là moment MZ1, tức là moment ở cái đoạn 1 á, tôi gọi là MZ1 cho rẻ nha. Thì nó sẽ bằng trừ 10 kN trên mét. Như vậy là gì ạ? Nó quay ngược với chiều của chiều dương nha các bạn. Cái đoạn thứ hai này, chúng ta sử dụng cái mặt cắt 22 thì ở đây á, là gì ạ? Để cho nó cân bằng thì ta cho cái MZ2 vào như thế này. Và cái đoạn ở đây là Z2 nha. Thì ở đây thực tế là có hai cái cách để các bạn làm nha. Một là các bạn tính cái khoảng Z2 này từ cái vị trí đây này mà cho đến cái giá trị của cái đoạn này, tức là giá trị nhỏ nhất từ 0 cho tới 2A. Cái cách thứ hai á, là giá trị Z của ta từ đầu này đến đầu kia, từ đầu này này đến cái đầu, từ đầu của trục mà đến cái phần cuối của cái đoạn thứ hai như thế này. Tuy nhiên là gì ạ? Là cái giá trị của nó sẽ bằng là gì ạ? Z2 mà trừ cho 2A như thế này. Thì cái phương pháp nào cũng vậy, cuối cùng cũng đều cho ta kết quả như nhau. Thì ở cái bài này á, là thầy lấy cái giá trị Z2 từ cái vị trí đầu của trục như thế này. Thì khi đó là gì ạ? Chiều dương của MZ2 là moment xoắn MZ2 là đi xuống như thế này. Thì rõ ràng cái đoạn thứ hai đây này, phân bố đều này nó đi xuống. Như vậy nó cũng giá trị là dương. Thì ta sẽ có là nó dương. Và đây giá trị M3 đi ngược lên, nó sẽ là giá trị âm, và M4 đi xuống là giá trị dương. Ta làm như thế này. Đầu tiên ta lấy MZ2 dương nha, rồi M4 dương trừ M3 âm. Còn cái đoạn mà bắt đầu từ đầu của cái điểm đoạn thứ hai cho tới cái mặt cắt chúng ta tưởng tượng như thế này, thì cái giá trị đoạn này nó sẽ bằng là M nhỏ nhân cho Z2 mà trừ cho 2A. Đây, nhân cho Z trừ 2A đấy các bạn. Đây phải là Z2 nhé, xin lỗi các bạn, phải Z2 vào đây. Từ đó ta cho nó cân bằng rồi ta rút ra được cái phương trình bậc nhất là MZ2 nó sẽ bằng là trừ M4 cộng M3 mà trừ MZ và cộng với 2AM. Thế này, cộng 2AM. Đây chính là cái phương trình nha. Cái đoạn này là xin lỗi các bạn. Như vậy là gì ạ? Tiếp theo này, đến cái đoạn thứ hai thì chúng ta dùng mặt cắt như hình vẽ. Nhưng mà ở cái đoạn này á, là chú ý các bạn là thầy lấy cái giá trị Z từ 0 mà cho tới mặt cắt của cái đoạn thứ hai như thế này. Cái phương pháp thứ hai, các bạn có thể lấy cái giá trị Z2 từ cái cuối cái đoạn thứ nhất đến cái mặt cắt của đoạn thứ hai là Z2 cũng được. Thì ở cái bài sau thầy sẽ lấy từ cái mặt đầu mặt cắt thứ hai này, thứ nhất này. Thứ hai này đến cái mà MZ2 này. Còn ở đây ta lấy cái Z2 là từ cái điểm đầu mà tới Z2. Thì sau khi là gì ạ? Ta thay số vào ta sẽ có cái giá trị là MZ2 dương này. M4 đi xuống cũng mang dấu dương, M3 đi lên mang dấu âm này. Và là gì ạ? Cộng với MZ đi xuống nha, M nhân Z trừ 2A là cái đoạn này này. Cái đoạn chiều dài này nhân giá trị của M. Rồi sau đó khi ta ước lượng bớt thì ta sẽ có MZ2 bằng trừ
m4 mà cộng m3 trừ mz cộng 2m. Đây là cái phương trình bậc nhất. Vì vậy, để xác định cái biểu đồ mô men xoắn của cái đoạn này, chúng ta phải sử dụng các cái giá trị là biến thiên là ở hai cái đầu cần. Thứ nhất là ta cho cái giá trị z của chúng ta nha, nó nằm trong khoảng bằng 2a, a bằng 0,5, như vậy bằng 1. Và ta tìm giá trị đầu tiên của mz2 của ta bằng 20 kN nhân với mét. Trong trường hợp thứ hai là ở đây chúng ta lấy là giá trị z của nó bằng 4 đây nha, từ đầu đây là 4, đây là 2, bằng 2, sau đó suy ra mz2 bằng trừ 30 kN nhân với mét. Tiếp theo này, ta sử dụng cái mặt cắt 33 bằng cách là cho nó cân bằng cho mz3 quay xuống như thế này, là chiều dương là chiều cùng chiều kim đồng hồ. Thì khi đó chúng ta sẽ có cái phương trình cân bằng là mz3 đi xuống mang dấu dương, m4 đi xuống mang dấu dương, m3 đi lên mang dấu âm, m2 đi lên cũng mang dấu âm. Và cái giá trị bây giờ cái đoạn biến thiên này á, thì nó sẽ có giá trị là 2a nhân với m và nó đi xuống mang dấu dương. Từ đây ta suy ra, thay số các giá trị vào, ta sẽ có mz3 bằng trừ 15 kN nhân mét. Rồi tiếp theo, cái đoạn thứ tư. Thì cái đoạn thứ tư có hai cách làm, một là tôi cắt dầm bên phải, hai là tôi cắt dầm bên trái. Nhưng mà để thuận tiện thì cắt dầm bên trái, tại vì ở đây các giá trị mình đã tính rồi, còn ở đây mình phải tính cái moment, ở đây thì mình chưa tính nên mà làm nó sẽ khó hơn. Cái đoạn thứ tư này là dùng mặt cắt mz4 và cùng chiều kim đồng hồ là chiều dương, rồi cho nó cân bằng thì ta sẽ có là mz4 dương, m1 đi xuống mang dấu dương, m4 đi xuống mang dấu dương, m3 đi lên mang dấu âm, m2 đi lên cũng mang dấu âm, và cái giá trị này là m nhân 2a đi xuống cũng mang dấu dương. Rồi ta cho nó cân bằng và ta suy ra cái giá trị mz4 của ta bằng là trừ 35 kN. Như vậy là sau khi ta xác định được các cái giá trị moment ở các đoạn 1, 2, 3 và 4, bước tiếp theo là chúng ta vẽ cái biểu đồ moment bằng cách lấy đường trung bình như thế này, là mz đây là biểu đồ moment. Thì cái phần mà lấy giá trị dương chúng ta đưa lên phía trên và lấy giá trị âm thì chúng ta đưa lên phía xuống phía dưới. Sau đó khi cái đoạn đầu tiên thì nó có cái giá trị là hàng số là 10. Sau đó cái đoạn thứ hai thì có cái bước nhảy ở đây là gì ạ? Dương 20 cho tới âm 30. Tiếp theo là cái đoạn thứ ba của ta là nó là hàng số, và cái đoạn thứ tư nó có hàng số như thế này. Thì ở đây dựa vào đây chúng ta sẽ xác định được cái mặt cắt nào nguy hiểm để chúng ta kiểm tra được cả cái độ bên của dầm. Như vậy là chúng ta quan sát vào đây chúng ta thấy là gì? Cái giá trị bằng 35 kN mét. Đây chính là cái giá trị lớn nhất, và cái mặt cắt ở vị trí này sẽ là nguy hiểm nhất. Ta sẽ kiểm tra ở cái vị trí là 35 kN. Như vậy là gì ạ? Là khi mà chúng ta kiểm tra cái điều kiện bền với ứng suất pháp cho phép bằng 14 kN trên cm vuông, thì là gì ạ? Ứng suất tiếp tô nó sẽ bằng là cái trị tuyệt đối mz mà chia cho PDP. MZ đây là cái giá trị moment ở cái đoạn trục ta đang xét, và VDP là moment chống xoắn ở cái vị trí mà mặt cắt nguy hiểm nhất. Thì ở đây gì ạ? Ta thay số vào chúng ta sẽ có là gì ạ? Là 35 nhân 10 mũ 2, còn VDP moment chống xoắn thì bằng 0,2 nhân d mũ 3. Từ đây chúng ta thay số vào chúng ta sẽ có giá trị là 17,5 kN trên cm vuông. Và là gì ạ? Ở đây chúng ta thấy này, nhớ nha, là khi đầu đề người ta cho là kN nhân mét vuông, như vậy là nhân để cm vuông chúng ta phải nhân với 10 mũ 2 nhé các bạn, để đưa ra cm vuông ấy. Các bạn nhớ là nhân 10 mũ 2 nhé. Rồi là gì ạ? Từ đó chúng ta sẽ có cái công thức mà quy đổi là gì ạ? Sigma tip cho phép này nó sẽ bằng là sigma pháp cho phép và chia cho 2, tức là bằng 7 kN. Như vậy là gì ạ? Là cái giá trị mà chúng ta tìm được nó bằng 17,5 kN trên cm vuông. Nó lớn hơn ứng suất tip cho phép bằng 7,7 kN trên cm vuông. Như vậy là cái trục này không thỏa mãn cái điều kiện bền. Ở cái bài số 2 này thì người ta cho chúng ta cái bài 6 nha, người ta cho chúng ta cái trục chịu tải trọng như hình vẽ với các cái giá trị M1, M2, M3 và M4 như thế này. Và ở đây có một cái đoạn là moment phân bố đều 50 kN trên mét, và các giá trị là khoảng cách là 0,5 bằng A bằng 0,5 và D bằng 2 cm. Thì ở đây ta thấy là cái đoạn mà moment phân bố đều nó nằm ở cái đoạn thứ 3. Thì người ta yêu cầu mình hai cái, thứ nhất là vẽ cái biểu đồ nội lực của trục, và thứ hai là xác định cái kích thước trục thỏa mãn cái điều kiện bền với ứng suất pháp cho phép là 14 kN trên cm vuông. Câu thứ nhất này là vẽ cái biểu đồ nội lực. Thì thay vì giống như cái bài số 5 ta vừa mới làm á,
Thì là để cho thuận tiện và khỏi mất thời gian của các bạn thì thầy là vẽ các cái mặt cắt tưởng tượng ở đoạn thứ nhất là MZ1 này, đoạn thứ hai là MZ2, đoạn thứ ba là MZ3, đoạn thứ tư là MZ4. Thì nếu như khi các bạn làm bài, nếu có thầy yêu cầu làm phải vẽ rõ ra từng mặt cắt một thì các bạn vẽ như cái bài số 5 trên. Còn nếu mà không yêu cầu thì các bạn có thể ghép như thế này. Là như thế này là cũng thể hiện đầy đủ nội dung mà các bạn cần làm. Thứ nhất này là bây giờ là gì ạ? Chúng ta sử dụng cái mặt cắt một cho cái đoạn thứ nhất và sử dụng MZ1 theo chiều cùng chiều kim đồng hồ là chiều dương. Và để cho nó cân bằng thì ta cho cái MZ1 đây. Thì khi đó là gì? MZ1 phải mang dấu dương và là gì? M4 cũng cùng chiều kim đồng hồ. Như vậy là nó cũng mang dấu dương và để cân bằng thì nó có giá trị cái phương trình này bằng 0. Từ đó chúng ta suy ra MZ1 tức là mô men xoắn ở cái đoạn 1 thì bằng -4 trừ M4 và bằng -10 kN nhân với mét. Nhớ nha, khi kiểm nghiệm bền ấy, thông thường là nó là cm. Như vậy là cái M4 này, mô men này này, nếu mà ta phải kiểm nghiệm bền ta phải nhân với 10 mũ 2 để đổi từ mét sang cm. Tương tự như vậy, ở cái đoạn thứ hai thì chúng ta sử dụng cái mặt cắt MZ2 và cho nó cân bằng cái dầm bên trái. Thì khi đó chúng ta thấy là gì? MZ2 lấy dấu dương, M4 đi xuống mang dấu dương, M3 đi lên mang dấu âm và ta cũng cho nó cân bằng, nó bằng 0. Từ đó chúng ta suy ra MZ2 của nó bằng 5 kN nhân với mét. Tương tự như vậy, ở cái mặt cắt 33 này các bạn, mặt cắt 33 thì chúng ta sử dụng cái MZ3. Nhưng lưu ý này, ở cái đoạn này chúng ta có cái moment biến thiên nha, moment biến thiên. Như vậy là gì? Ở đây nó sẽ xảy ra hai trường hợp: Z của chúng ta lấy từ 0 mà cho tới cái mặt cắt 33 như thế này, hoặc là gì ạ? Z từ cái vị trí mà đầu của cái đoạn thứ ba mà cho đến mặt cắt như thế này. Thì ở bài số 1 á, thì thầy lấy từ đầu trục mà tới mặt cắt chúng ta đang xét. Còn ở cái bài này thầy lấy từ cái đầu của cái đoạn mà biến thiên mà cho tới mặt cắt. Thì khi đó là gì ạ? Chúng ta cho nó cân bằng. Thì đầu tiên chúng ta nhận thấy này, MZ, đây xin lỗi các bạn, đây phải là MZ mấy đấy? Đoạn thứ 3 là MZ3, rồi đi xuống mang dấu dương. Tiếp theo là M4 đi xuống mang dấu dương. Rồi là gì? M3 đi lên mang dấu âm. Và MZ là cái đoạn này nha, MZ. M là giá trị của moment và Z là cái tọa độ mà chúng ta đang xét ở cái phần đây. Ta có thể ghi là Z3 cho nó rõ cũng được nha các bạn. Chúng ta ghi ở đây là Z3 đi, hay Z3 cũng được cho nó rõ nha. Rồi, và là gì ạ? M2 thì đi lên thì mang dấu âm và ta cho nó cân bằng. Sau khi ta ước lược được các giá trị ta thay vào thì ta sẽ có MZ3 nó sẽ bằng 35 trừ cho MZ. Đây là cái hàm bậc nhất, vì vậy để xác định được chúng ta phải xác định các cái giá trị đặc biệt. Và ở đây các bạn nhớ nha, hồi nãy cái bài nãy thì giả sử như mình lấy Z từ 0 mà cho tới cái mặt cắt này thì chúng ta phải xét cái giá trị là Z từ cái 4A cho tới Z đến 6A. Nhưng cái bài này thì thầy lấy Z0 từ cái đầu của cái đoạn biến thiên này này, hay là từ cuối của mặt của đoạn thứ hai. Như vậy là Z của thầy nó chỉ bằng 0 thôi. Thì ta suy ra MZ3 bằng 35 kN. Và tiếp theo cái đoạn biến thiên là Z bằng 2A và ở đây bằng 1, tức là chỉ xét cái đoạn này thôi nhá. Này thì ta suy ra MZ3 bằng -15 kN. Tiếp theo là chúng ta sử dụng cái mặt cắt là MZ4 ha. Thì cái giá trị biến thiên của cái đoạn thứ ba này này, moment của nó bây giờ ta phải chuyển thành moment tập trung, nó có giá trị bằng M nhân với 2A và nó đi xuống thì mang dấu dương. Như vậy chúng ta sẽ thấy là M1 đi xuống mang dấu dương, MA của cái đoạn thứ hai đi xuống mang dấu dương, M2 đi lên mang dấu âm, M3 đi lên mang dấu âm và M4 đi xuống mang dấu dương. Rồi sau đó là chúng ta cho nó cân bằng ở đây. Từ đây chúng ta suy ra MZ của ta nó sẽ bằng là Z4 bằng -35 kN nhân với mét. Sau khi xác định được các cái giá trị moment ở các cái đoạn 1, 2, 3 và 4, chúng ta vẽ biểu đồ cũng tương tự như vậy. Là cái đoạn nào mà dương thì nằm ở phía trên và chúng ta khoanh tròn như thế này. Ở đây là cái giá trị của moment và âm thì ta nằm ở dưới này này. Chú ý này, thì nhớ nha, cái đoạn nào mà có moment phân bố đều thì chúng ta phải biến thiên ở cái khoảng đó. Có thể là từ dương sang âm như thế này, cũng có thể là từ dương sang dương, hoặc có thể là từ âm sang dương, hoặc là từ âm sang âm, tùy thuộc theo cái bài toán nha các bạn. Cái ý thứ hai này là xác định kích thước trục thỏa mãn cái điều kiện bền với ứng suất pháp cho phép 14 kN trên cm². Thì tương tự như vậy, chúng ta phải tính ra là gì ạ?
ứng suất tiếp cho phép thì bằng ứng suất phát cho phép chia cho 2. Từ đó chúng ta tính ra đã bằng 7 kN trên cm vuông. Như vậy là để cái trục này thỏa mãn điều kiện bền thì D của ta nó sẽ lớn hơn bằng căn bậc 3 của MZ. Chú ý MZ phải lấy giá trị dương nha, chỉ tuyệt đối nha. Chia cho 0.2 nhân ứng suất tiếp cho phép. Rồi chúng ta thay số vào ở đây, ta sẽ có nha. Chúng ta thay số vào. Ở đây là gì ạ? Là chúng ta nhân với 10 mũ 2, 35 nhân 10 mũ 2 là 3500 đấy các bạn. Và chia cho 0.2 nhân với tô cho phép bằng 7. Từ đấy chúng ta suy ra là bằng 13,57 là gì ạ? cm. Và để thỏa cái điều kiện bền thì các bạn nên chọn là D bằng 14cm. Tức là cái giá trị D của chúng ta phải lớn hơn 13,57 thì tốt nhất là gì ạ? Chúng ta lựa chọn D bằng 14cm là hợp lý. Cái bài số 7 này thì người ta cho cái trục chịu lực, chịu tải trọng như hình vẽ với các giá trị là moment M1, M2, M3 và M4 như thế này. Và moment phân bố đều là 80kNm nhân trên m. Và cái khoảng cách trục, khoảng cách A ở đây của ta là 0,5m. Ở đây cái dầm của chúng ta nha, có hai cái giá trị là moment phân bố đều ở cái đoạn thứ hai và cái đoạn thứ tư. Người ta yêu cầu mình thứ nhất là vẽ biểu đồ nội lực và thứ hai là xác định cái kích thước thỏa mãn cái điều kiện bền với ứng suất phát cho phép là 14kN trên cm vuông. Ta vào bài làm nhé. Tương tự như vậy để thuận tiện cho các bạn thì ở đây thầy tập trung làm nhanh nha. Cái đoạn thứ nhất chúng ta sử dụng cái mặt cắt là MZ1, đoạn thứ hai chúng ta sử dụng mặt cắt MZ2, đoạn thứ ba chúng ta sử dụng MZ3 và thứ tư là MZ4. Và là gì ạ? Khi các bạn cho nó cân bằng thì ở đây ta chọn chiều dương là chiều quay cùng chiều kim đồng hồ. Như vậy là gì ạ? Là khi chúng ta xét cái đoạn thứ nhất và xét cân bằng trục ở bên trái thì khi đó là gì ạ? Z1 đi xuống mang dấu dương, M4 đi xuống mang dấu dương và ta cho nó cân bằng. Từ đấy chúng ta suy ra moment xoắn MZ1 của chúng ta bằng trừ 10 kN nhân với mét. Cái đoạn thứ hai chúng ta dùng MZ2 và ở đây có cái đoạn phân bố đều thì cũng tương tự như vậy. Ở cái đoạn này thì thầy lấy cái giá trị là biến thiên từ cái giá trị mà 0 mà cho tới 2A nha các bạn. 0 cho tới 2A nha. Đó, các bạn nhớ để mình chọn cho nó rõ ràng nha. Thì ở đây chúng ta dùng mặt cắt 22 á, mặt cắt bên này và MZ2 và xét cân bằng bên trái thì khi đó MZ2 đi xuống mang dấu dương, M4 đi xuống mang dấu dương, M3 đi lên mang dấu âm và các giá trị là moment biến thiên đây này là M nhân với Z đã đi ngược lên. Xin lỗi các bạn, đáng lẽ đây phải là đi xuống chứ đúng không? Đi xuống thì mang dấu âm nha các bạn. Đi lên mang dấu âm như thế này và ta cho nó cân bằng, ta ước lược các thành phần khi ta thay vào thì ta sẽ có MZ3 của ta bằng 5 cộng với MZ. Thì như thầy nói ấy, thầy lấy cái giá trị Z2 mà từ 0 mà cho tới 2A, như vậy chúng ta thay cái cận đầu tiên là Z bằng 0, suy ra MZ2 sẽ bằng 5 kN nhân với mét. Và tương tự như vậy thay cái giá trị là Z của ta bằng 2A và bằng 1 thì bằng MZ2 bằng 85 kN nhân với mét. Trong trường hợp nếu các bạn lấy Z2 từ đầu này đến đây thì cái cận đầu tiên chúng ta thay là Z1 bằng 2A và Z2 này là bằng 4A nha các bạn. Rồi tiếp theo này, chúng ta là xét cân bằng ở cái đoạn thứ ba phần phía bên. Xin lỗi các bạn nha, tôi nhầm, thế này là phải bên phải nha các bạn, xét cân bằng bên phải. Xin lỗi các bạn nha, phải là xét cân bằng dầm bên phải ha. Do là sơ suất nên tôi toàn là dùng bên trái, xin lỗi các bạn nha, phải dùng bên phải. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy này, là khi chúng ta cho nó cân bằng thì các giá trị MZ3 nó sẽ mang dấu dương, M4 đi xuống mang dấu dương, M3 đi lên mang dấu âm và là gì ạ? Là MZ đi lên là giá trị là M nhân với 2A đi lên mang dấu âm. Và ở đây chúng ta thiếu một cái giá trị là ta xin lỗi các bạn nha, ta xét ở cái đoạn thứ ba là ở đây là cái M2 đi lên nó là mang dấu âm như các bạn. Đây cái đoạn thứ này nha. MZ3 là dương này, Z2 M2 âm và 4 dương và 3 là âm và trừ 2AZ là đi lên thì mang dấu dương. Ở đây là Z ở đây á. Xin lỗi, ở đây phải là 2AM nha các bạn. Do sơ suất xin lỗi các bạn nha. Đây phải là 2A nhân với M nhỏ nha. 2A nhân M nhỏ
Từ đây chúng ta suy ra là gì ạ? MZ3 của chúng ta bằng 115 kN nhân với mét. Tương tự như vậy, để chúng ta xét đến cái đoạn thứ tư nha, đoạn thứ tư thì ở đây này thì là gì ạ? Ở đoạn này phân bố đều ha, nhưng mà cái đoạn này thì chúng ta phải đưa về moment tập trung, thì là gì ạ? Ở đây ta có thể lấy z từ bao nhiêu, giá trị là từ 6 cho đến 8 a, hoặc là từ 0 cho tới 2 a. Rồi sau khi ta như vậy là gì ạ? Ở đây thầy tính như các bạn là z của chúng ta là bằng từ 6 mà cho tới từ 8 a. Ở đây thì khi đó là gì ạ? Cái giá trị mà moment, cái khoảng cách á, thì nó sẽ bằng là cái đoạn này này, cái đoạn này này nó sẽ bằng là gì ạ? Là z mà trừ cho 6 a nha các bạn, z trừ 6 a, và chúng ta cho nó cân bằng thì từ đó chúng ta sẽ suy ra MZ4 của chúng ta nó sẽ bằng là 335 mà trừ cho ZM. Thì ở đây trong trường hợp mà nếu các bạn mà dùng Z từ gốc này á, thì chúng ta phải xét giá trị Z là 6A cho tới 8A nha. Thì ở đây chúng ta xét 6A thì nó bằng 3, và chúng ta cho giá trị là MZ4 bằng 95. Tương tự bằng 8A thì MZ4 sẽ bằng là 15 kN nhân với mét. Sau khi có các giá trị thì ta vẽ được cái biểu đồ moment xoắn của chúng ta như thế này. Ý thứ hai này, người ta yêu cầu mình xác định cái kích thước trục thỏa cái điều kiện bền. Thì ở đây chúng ta đầu tiên chúng ta phải ứng suất tiếp cho phép này sẽ bằng ứng suất pháp cho phép là chia cho 2 thì bằng 7 kN trên cm. Rồi trục thỏa mãn điều kiện bền khi và chỉ khi nó lớn hơn căn bậc 3 của MZ, nhớ là cái này giá trị dương nha, chia cho 0,2 nhân tô cho phép, và chúng ta thay số vào. Thì khi đó chúng ta xác định được cái giá trị trục ở đây là cm, và là gì ta chọn lớn hơn cái giá trị chúng ta tìm được. Như vậy là sẽ thỏa mãn cái điều kiện bền.